Mỹ ghi nhận sự cố phần mềm đầu tiên trong ngày bầu cử tổng thống. Sự cố phần mềm làm gián đoạn quá trình quét phiếu bầu của cử tri hạt Cambria, Pennsylvania khiến thời gian bỏ phiếu của khu vực này phải kéo dài. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh Tin tức Việt. Sau đây là những thông tin mới nhất cập nhật bầu cử Mỹ năm 2024. Mỹ ghi nhận sự cố phần mềm đầu tiên trong ngày bầu cử Tổng thống. Trước đó vào chiều tối ngày 5 tháng 11 theo giờ Việt Nam, các điểm bỏ phiếu tại hàng loạt bang miền Đông Mỹ đã mở cửa. Là thời khắc quan trọng cử tri đưa ra quyết định ứng viên Tổng thống nào sẽ lèo lái nước Mỹ trong 4 năm tới. Hầu hết các bang mở cửa điểm bỏ phiếu lúc 7 giờ sáng ngày 5 tháng 11 theo giờ địa phương, tức 18 giờ theo giờ Hà Nội, nhưng một số bang bắt đầu bỏ phiếu lúc 5 giờ sáng hoặc muộn nhất là 10 giờ sáng. Một số bang không có giờ bắt đầu thống nhất trên toàn tiểu bang, ở New Hampshire, Tennessee và Washington, các điểm bầu phiếu mở cửa tùy thuộc vào các quận hoặc thành phố của bang. Phó tổng thống Harris sẽ theo dõi kết quả bầu cử trong đêm ngày mùng 5 tháng 11 theo giờ địa phương từ Đại học Howard ở thủ đô Washington DC, đây cũng là nơi bà đã theo học và tốt nghiệp vào năm 1986. Trong khi đó, cựu tổng thống Trump sẽ bỏ phiếu trực tiếp tại một điểm bầu cử ở bang Florida. Chiến dịch tranh cử của ông sẽ tổ chức tiệc mừng bầu cử tại trung tâm hội nghị Palm Beach ở West Palm Beach, bang Florida trong đêm ngày 5 tháng 11. Kết quả sơ bộ sẽ bắt đầu được công bố khi các điểm bầu phiếu đóng cửa vào khoảng 18 giờ cùng ngày theo giờ miền Đông, tức 6 giờ ngày 6 tháng 11 theo giờ Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh ông Trump và bà Harris đang cạnh tranh xít sao, có thể mất nhiều ngày để tìm ra ai là người chiến thắng. Trong lúc hàng chục triệu cử tri Mỹ đang đi bỏ phiếu bầu tổng thống vào ngày bầu cử mùng 5 tháng 11, kết quả kiểm phiếu đã có ở một thị trấn nhỏ của bang New Hampshire, với phó tổng thống Harris và cựu tổng thống Donald Trump, mỗi người có 3 phiếu bầu tại thị trấn Deerfield Notch ở tiểu bang này. Đúng thời điểm 12 giờ đêm, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 chính thức bắt đầu tại Deerfield Notch, thị trấn nhỏ ở phía bắc New Hampshire, theo truyền thống kéo dài hơn 60 năm qua. Thị trấn Dickfield nằm ở khu vực miền núi White gần biên giới với Canada, luôn là nơi tổ chức bỏ phiếu sớm trong các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Từ nhiều thập kỷ qua, nơi đây đã trở thành một biểu tượng cho truyền thống bầu cử của nước Mỹ, với các cử tri đến bỏ phiếu ngay khi đồng hồ điểm nửa đêm. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, chỉ có 5 cử tri tham gia bỏ phiếu, nhưng năm nay số lượng cử tri đã tăng lên 6 người. Kết quả bầu cử tại đây cho thấy ứng viên Harris của Đảng Dân Chủ và đối thủ tượng Đảng Cộng hòa Donald Trump đều nhận được 3 phiếu bầu. Theo luật của tiểu bang New Hampshire, các thị trấn hoặc cộng đồng chưa hợp nhất như Deerfield có quyền mở cửa điểm bỏ phiếu vào lúc nửa đêm và đóng cửa ngay sau đó, miễn là họ có thể chứng minh rằng tất cả cử tri muốn bỏ phiếu đều đã thực hiện được quyền lợi của mình. Sự kiện này cũng là khởi đầu cho ngày bầu cử chính thức tại các bang khác, khi hàng chục triệu cử tri Mỹ sẽ đến các điểm bỏ phiếu trên toàn quốc để lựa chọn nhà lãnh đạo mới cho đất nước. Mặc dù kết quả tại Divinox không phản ánh chính xác xu hướng bầu cử ở các khu vực lớn hơn, nhưng sự kiện này vẫn thu hút sự chú ý đặc biệt từ công chúng và truyền thông. Mọi sự chú ý với bầu cử Mỹ 2024 đang đổ dồn vào 8 giờ sáng ngày 6 tháng 11 theo giờ Việt Nam, trong khi Hawaii và Alaska thu phiếu tới tận nửa đêm sau một chu kỳ bầu cử chứng kiến tổng thống đương nhiệm rút lui và cựu tổng thống bị ám sát hụt tới hai lần, cử tri Mỹ cuối cùng cũng đã được đi bỏ phiếu. Năm 2020, hơn 200 triệu người Mỹ đã tham gia bỏ phiếu, đưa tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt mức cao nhất kể từ năm 1992. Năm 2024, các chuyên gia bầu cử dự đoán tỷ lệ này vẫn sẽ ở mức cao ngoài sự cạnh tranh gây gắt giữa bà Kamala Harris và ông Donald Trump cử tri cũng sẽ cân nhắc về hàng nghìn cuộc bầu cử khác đang diễn ra ở cấp liên bang, tiểu bang và địa phương vào lúc 18 giờ theo giờ miền đông tức 6 giờ theo giờ Việt Nam các điểm bỏ phiếu đầu tiên sẽ đóng cửa ở miền đông Kentucky và phần lớn bang Indiana đảng dân chủ không có nhiều kỳ vọng tại hai bang này ông Donald Trump gần như chắc chắn sẽ thắng tại Kentucky và Indiana trong khi đảng Cộng hòa dự kiến dễ dàng nắm giữ hầu hết ghế tại Hạ viện vào lúc 19 giờ theo giờ miền Đông, tức 7 giờ giờ Việt Nam, đóng ở 6 bang trong đó có Georgia. Người Mỹ sẽ có những thông tin đầu tiên về kết quả vào lúc 19 giờ khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa tại bang chiến trường Georgia. Năm 2020, ông Joe Biden giành chiến thắng tại Georgia với cách biệt 0,2 điểm, trong khi ông Trump thắng cách biệt 5 điểm vào năm 2016. Năm 2024, cựu tổng thống có chút lợi thế trước bà Kamala Harris. Khi Georgia bắt đầu kiểm phiếu, Virginia cũng sẽ đóng cửa các điểm bỏ phiếu. Tại đây, cả hai đảng đều hy vọng sẽ lật ngược được một ghế tại Hạ viện Mỹ. Đảng Cộng hòa đang tìm cách mở rộng thế đa số mong manh tại Hạ viện và kết quả tại các khu vực quốc hội thứ hai và thứ bảy có thể là dấu hiệu ban đầu về thành công của đảng. Vào lúc 19h30 phút theo giờ miền Đông, tức 7h30 phút theo giờ Việt Nam, đóng tại North Carolina, Ohio và West Virginia. North Carolina là một trong những bang khó nhằn nhất đối với bà Harris. Trong khi đó, ông Trump về nhất tại North Carolina với một điểm vào năm 2020 và ba điểm vào năm 2016. Thất bại tại bang chiến trường này có thể khiến cựu Tổng thống thua thiệt. Đảng Dân Chủ cũng kỳ vọng vào chiến thắng trong cuộc đua trước thống đốc North Carolina. Trong khi đó, kết quả tại Ohio và West Virginia có thể quyết định quyền kiểm soát thượng viện. Đảng Cộng hòa dự kiến giành một ghế tại West Virginia, trong khi ứng viên Đảng Dân chủ Sherrod Brown đang vật lộn tại Ohio. Nếu Đảng Cộng hòa chiến thắng ở cả hai nơi, kết quả này sẽ xóa bỏ đa số mong manh 51-49 của Đảng Dân chủ tại thượng viện. 20 giờ theo giờ miền Đông tức 8 giờ theo giờ Việt Nam, đóng tại 16 bang, trong đó có Pennsylvania. Đây chính là thời điểm then chốt trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Ứng viên nào có được 19 phiếu đại cử tri của Pennsylvania khả năng cao sẽ trở thành chủ nhân tiếp theo của Nhà Trắng. Nếu chiến thắng tại Pennsylvania, chúng ta sẽ thắng chung cuộc, ông Trump đã từng nói vào hồi tháng 9. Pennsylvania cũng chứng kiến một số cuộc đua vào quốc hội cạnh tranh nhất trên cả nước. Nếu thuận lợi, Đảng Cộng hòa có thể lật ngược thế cờ của thượng nghị sĩ Bob Casey thuộc Đảng Dân chủ. Trong khi đó, Đảng Dân chủ cũng phần nào kỳ vọng vào Florida. Ngoài hy vọng mong manh là bà Harris sẽ đảo ngược tình thế tại một bang mà ông Trump đã thắng hai lần, ứng viên Đảng Dân chủ, Mookasen Powell, đang tìm cách hạ bệ thượng nghị sĩ Rick Scott của Đảng Cộng hòa, người vẫn duy trì sức hút trong các cuộc thăm dò. Một chiến thắng bất ngờ của bà Mookasen Powell có thể tạo lợi thế cho Đảng Dân chủ, duy trì thế đa số tại thượng viện. Vào lúc 20 giờ 30 phút theo giờ miền Đông, khoảng 8 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam, đóng tại Arkansas. Cuộc đua tại Arkansas không có nhiều gay cấn, trong khi ông Trump được kỳ vọng sẽ dễ dàng giành được bang đỏ này. Sự khác biệt của Arkansas nằm ở điểm, đây là bang duy nhất đóng điểm bỏ phiếu vào lúc 20 giờ 30 phút, nhưng hầu hết người dân Mỹ sẽ đổ dồn sự chú ý vào các bang chiến trường. 21 giờ giờ miền Đông, tức 9 giờ giờ Việt Nam, đóng tại 15 bang, trong đó có Michigan và Wisconsin. Đây sẽ là khoảnh khắc sống còn đối với bà Harris. Năm 2016, việc thắng giết sao ở bức tường xanh Michigan, Pennsylvania và Wisconsin đã đưa ông Trump tấm vé vào Nhà Trắng. Kịch bản lặp lại với ông Biden vào 4 năm sau. Con đường khả thi nhất để bà Harris có được 270 phiếu đại cử tri có bóng dáng của Michigan, Pennsylvania và Wisconsin, nên ông Trump có thể đảm nhận nhiệm kỳ 2 nếu thắng một trong những bang này. Michigan và Wisconsin cũng đóng vai trò quyết định trong cuộc chiến giành quốc hội. Đảng Dân Chủ hiện nắm giữ hai ghế Thượng viện và chiến thắng của Đảng Cộng Hòa trong cả hai cuộc đua giúp họ giành được thế đa số. Khu vực Quốc hội thứ bảy của Michigan được mô tả là ghế chống cạnh tranh nhất nước Mỹ. Tại New York, Đảng Dân Chủ có cơ hội lật ngược một số ghế tại Hạ Viện mà Đảng Cộng Hòa đã có vào năm 2022. Nếu thành công, Đảng Dân Chủ đứng trước cơ hội đạt đa số tại Hạ Viện. Vào lúc 22 giờ theo giờ miền Đông, 10 giờ giờ Việt Nam, đóng tại Nevada, Montana và Utah bà Harris sẽ nắm Nevada trong tay vì các ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ chiến thắng tại bang này kể từ năm 2008. Trước đây ông Trump dẫn trước trong các đợt thăm dò ý kiến, nhưng bà Harris đã thu hẹp khoảng cách này trong những tuần cuối của chiến dịch. Hai cuộc đua vào Thượng viện cũng sẽ kết thúc vào thời điểm này. Vào lúc 23 giờ giờ miền Đông, tức 11 giờ theo giờ Việt Nam, đóng tại 4 bang, trong đó có California. Mặc dù bà Harris gần như chắc chắn thắng tại quê hương, các cuộc đua vào hạ viện tại California có ý nghĩa quan trọng với quyền kiểm soát quốc hội. Năm đảng viên Cộng hòa đang đối mặt với cuộc đua không cân sức ở California, do đó bang này đại diện cho cơ hội lớn nhất của Đảng Dân chủ để giành lại đa số. 0 giờ giờ miền Đông tức 12 giờ theo giờ Việt Nam, đóng tại Hawaii và Alaska. Vào thời điểm các điểm bầu phiếu đóng ở Hawaii và hầu hết Alaska, người Mỹ bắt đầu có một vài khái niệm về người tiếp theo sẽ chuyển vào Nhà Trắng. Xong vào năm 2020, tới tận 11 giờ 26 phút ngày 7 tháng 11 theo giờ miền Đông, 4 ngày sau ngày bầu cử, AP mới nêu tên ông Biden. Khi cuộc đua vào Nhà Trắng gây cơn đến nghẹt thở trong năm 2024, người Mỹ sẽ phải trải qua một đêm dài, thậm chí là cả tuần, để biết ứng viên nào giành chiến thắng những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi trước khi rời kênh mong quý vị hãy bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để nhận thông báo về video mới nhất xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại